đẳng cấp như Dương Dương, phim mới vừa lên sóng đã là đối thủ đáng gờm của địch địa Nhật Ba. Dương Dương đang làm mưa làm gió màn ảnh Hoa ngữ với đặc chiến Vinh Quang. Dương Dương hiện là một trong những nam diễn viên được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ. Nổi lên với rất nhiều những tác phẩm thành công, mọi dự án của Dương Dương đều nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả ngay từ khi mới ấp ủ. Mới đây nam diễn viên đã chính thức trở lại với bộ phim truyền hình đặc chiến Vinh Quang. Nhiều khán giả trông chờ vào màn so kè giữa hai đỉnh lưu Dương Dương và địch địa Nhật Ba. Theo những thông tin mới nhất, có vẻ Dương Dương đã bước đầu đuổi kịp đối thủ. Bộ phim đặc chiến Vinh Quang đang được phát sóng online trên ba nền tảng EQG, Tencent và Youku. Tại Youku, nền tảng mà đặc chiến Vinh Quang đối đầu trực tiếp với Ngự Giao Kỳ Khắp Tự của Nhân Quy, chỉ sau 2 tiếng nhiệt độ đã phá 9.126. Hiện tại nhiệt độ trên Youku đang ở mức 9.605. Rất có thể bộ phim sẽ nhanh chóng đạt được con số 9.999 mà trước đó phim của Nhật Ba đã đạt được không lâu. Nhiệt độ của đặc chiến Vinh Quang trên EQG đang ở mức 6.916. Trên nền tảng Tencent sau 4 ngày phát sóng, lượt xem online của phim đạt 249 triệu. Rating của đặc chiến Vinh Quang đang giữ lâu ăn trên đài vệ thị bảng Kurun. Bộ phim đồng thời được phát sóng trên đài truyền hình Chiết Giang. Bên cạnh đó, các chỉ số như vai diễn, chỉ số phim truyền hình đều đang chiếm lâu ăn so với các phim đang cùng phát sóng. Cuộc so kè giữa hai tỉnh cũ màn ảnh Dương Dương và địch địa Nhật Ba hiện đang nhận nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Cả hai diễn viên đều là đỉnh lưu, lại có phim phát sóng cùng thời điểm nên việc được đem ra so sánh là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Ngự Giao Kỳ Khắp Tự của Nhân Quy và Đặc Chiến Vinh Quang là hai bộ phim khác thể loại. Ngự Giao Kỳ lại còn được lên sóng trước nên dường như mọi so sánh hiện tại là hoàn toàn phiến diện và khập khiễng. Có thể thấy Đặc Chiến Vinh Quang đang từng bước gặt hái được nhiều thành tích, là một bộ phim lấy đề tài quân đội được đánh giá khó xem hơn thể loại cổ trang. Đặc Chiến Vinh Quang của Dương Dương vẫn đang chứng tỏ sức hút của mình qua những số liệu vô cùng tích cực. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!